sau khi xuất khẩu thành công lô hàng đầu tiên với số lượng 20 tấn mía tươi vào ngày 19 tháng 3 sang Hoa Kỳ, ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình tiếp tục xuất khẩu lô hàng mía tươi thứ hai sang thị trường này. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, từ năm 2019, cây mía Hòa Bình không chỉ có mặt ở nhiều vùng miền trong cả nước mà đã dần tìm đường xuất khẩu, bắt đầu chỉ từ 120kg mía tím làm hàng mẫu sang thị trường Nhật Bản. Sản lượng xuất khẩu đã tăng nhanh qua các năm, năm 2020 đạt 5,7 tấn, năm 2021 đạt 74 tấn, năm 2022 đạt 300 tấn.